Vậy thì đội trưởng tiếp theo sẽ là ai? Bạch Công Khanh không phải là một người con sinh ra trong một cái nôi nghệ thuật sẵn. Cơ duyên đến với nghệ thuật của Bạch Công Khanh rất là tình cờ. Khi mình còn học cấp 1, không biết hát một câu nào, không bao giờ dám hát, dù chỉ là trước lớp. Lần đầu tiên cầm micro là học năm cấp 2, lúc học lớp xa, lớp 7. Bắt đầu từ năm Bạch Công Khanh 18 tuổi, lần đầu tiên Bạch Công Khanh đứng trên một sân khấu lớn với một cuộc thi lớn. Khanh rất là tự tin về dàn thí sinh của đội Khanh, là các bạn rất đa màu sắc, rất tài năng, rất nội lực. Và Khanh tự tin vào đội của mình, Khanh tin chắc rằng tất cả các bạn sẽ còn làm được hơn như thế nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những ứng cử viên sáng giá của đội Bạch Công Khanh, và hai bạn nhỏ này sẽ thể hiện khả năng của mình trong lĩnh vực ca hát. Hãy cùng chào đón hai bạn nhỏ Như Ngọc và Thư Kỳ. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, longing like a highway. She living in a world that's on fire, feeling a catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground and she burning it down. Move, always gonna be an uphill battles. Sometimes you're gonna end
Đây thực sự là đang thi, là chừng nào hai bé lên và thể hiện một bài rất là tuyệt vời như vậy. Và sau cuối cùng chúng tôi không biết quyết định thế nào đó. Tại vì tất cả chúng ta đều chìm đắm trong việc là thưởng thức tiết mục của cả Như Ngọc lẫn Thư Kỳ. Thì khi Thư Kỳ bước ra thì rất là rụt rè nhỏ xíu hả? Và tưởng là chị ấy rụt rè nhưng mà không phải. Khi chị ấy hát á thì giống như chị không biết xung quanh là ai trơn á, chị chìm đắm trong cái bài hát luôn. Và con hát, khi con hát thì cái làn hơi con nó rất là đều, cho nên là nó rõ đều từng chữ. Cô thấy hai tiết mục của tụi con hôm nay là rồi hết nói hiểu rồi. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu rồi, tới đó là nói ra là hiểu rồi đó. Rất hiểu nhau. Đúng như là giám khảo Cẩm Ly có nói, ban đầu ra thấy con rụt rè lắm. Chú cũng nghĩ là không biết sao con hát được đây, nhỏ xíu dày hơi đâu mà hát. Thì có cảm giác giống như là bao nhiêu cái luồng hơi con tích tụ được trong người con á, nó bung ra hết ra bên ngoài. Nó vang, nó sáng, nó khắp cả căn phòng này. Nó cứ đẩy cảm xúc người ta lên dần, lên dần, lên dần đều. Và chú giống như là một cái cảm giác là bàng hoàng, sửng sốt, thảng thốt, thẫn thờ để mà ngồi nghe con hát đó. Còn với Như Ngọc thì á, chú đang thắc mắc một cái điều. Xăng bữa nay đâu có rẻ đâu con. Mà sao con đốt chi dữ vậy con hả? Cái lửa của con á, nó dễ khuấy động tất cả mọi người nhún nhảy và hòa theo cái giai điệu của con. This girl is on fire. This girl is on fire. She walking on fire. Hai đứa con rất là sáng và dễ thương và tốt quá. Giờ mình làm sao? Mình hỏi ý tí xíu đi. Vậy đi, chứ cứ ba giám khảo mà cứ bắt một người là sao? Cô cũng không biết là sự lựa chọn của ban giám khảo sẽ dành cho bạn Thư Kỳ hay là bạn Như Ngọc đây. Sao? Thấm nhất ba người. Có một cái cuộc tranh luận rất là lớn, mặc dù chúng tôi chỉ thì thầm. Nên cuối cùng ban giám khảo quyết định mời chú Xuân Huy nói. Mệt quá, làm người ta mệt tim. Chú Xuân Huy. Và quyết định là bé đi tiếp theo sẽ là Như Ngọc. Đây là món quà mà cô Úc thay mặt cho chương trình gửi tặng đến bạn Thư Kỳ. Thực sự là cô Úc rất là thích tiết mục vừa rồi của con. Và bây giờ cô Úc muốn là cả nhà mình hãy dành một điều gì đó trước khi chúng ta tạm biệt bé Thư Kỳ. Thư Kỳ, 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 Thư Kỳ. Kỳ ơi, con cười một cái cho các cô chú coi dễ thương để ấn tượng đẹp ra cái nè. Con cười rất là dễ thương. Cô cảm ơn bạn Thư Kỳ rất nhiều.
tạm biệt cô bé màu hồng nha. Cảm ơn con. Chúc mừng Bạch Công Khanh đã có thành viên rất là giỏi trong lĩnh vực ca hát. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thí sinh nhí và sẽ thi tài ở lĩnh vực nhảy múa. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba bạn nhỏ: Phương Dung, Hương Giang và Mai Chi. Trời ơi, đẹp ghê không? Ủa, bé này nó xinh quá. Xinh ghê chưa? Bạn nhỏ nha, cô Úc xem tiết mục vừa rồi mà cô cảm thấy giống như cô đang đi du lịch vậy đó. Từ Việt Nam cái cô đi sang bên Tây Ban Nha, cái xong rồi cô qua Ấn Độ. Thôi xin mời ban giám khảo đưa ra những lời nhận xét về tiết mục vừa rồi của ba bạn nhỏ. Mấy con là ở sinh sống ở trong miền Nam này hay là tụi con ngoài Bắc vào? Con ở Hà Nội ạ. Còn bạn? Con ở Hà Nội ạ. Rồi. Con ở Thái Bình. Thái Bình là đúng là ba màu khác nhau ha. Thì ba màu khác nhau. Màu khác nhau. Ba màu sắc khác nhau. Ba màu sắc khác nhau. Đây là Phương Dung màu nè. Đỏ đúng không? Thì mấy cái động tác Latin làm rất là chắc chắn, rất là mạnh. Và một cái nữa con có là cái ánh mắt con nhìn rất là sâu và thẳng.
nhìn vào sâu luôn. Cái đó rất là rất là tốt, rất là tự tin. Hương Giang, Hương Giang là belly dance đúng không? Cái nụ cười của con tự nhiên và mấy cái động tác của con thì nó rất là hay. Cái phần vai, cái phần tai, cái phần hông và một cái quan trọng hơn là động tác tóc luôn. Mấy cái này nè, rất thích. Con làm lại được không? Tránh ra, coi chừng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Coi này, hay mà. 2, 3. Vùng, 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 vùng. Dạ, yeah. Đẹp đó, khó đó. Chị Ly thử xem đi. Bó tay trước đi. Khó lắm bỏ qua. Đó là ước mơ của chú John Huy đó con à. Chú Huy không có đủ tóc dài để mà mất với con thôi. Và với Mai Chi, chú Huy ấn tượng về cái phần tay của con. Cái bàn tay rất là đẹp, dẻo luôn. Và cái nụ cười rất là duyên dáng, rất là nhẹ nhàng, đẹp lắm. Chú thì chú thích cả ba. Chú thích cả ba bởi vì mỗi đứa là một cái màu sắc hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà để gọi là ấn tượng nhiều nhất thì có lẽ là chú ấn tượng với lại Phương Dung. Là động tác chắc, đường nét rõ ràng đâu ra đó. Và cái gương mặt của con cũng như thế, con biểu cảm rất là tốt. Hai bạn sẽ đi tiếp nhé. Và một bé sẽ dừng ở đây. Ok. Và bé dừng ở đây sẽ là bé được nhận quà, đúng không chị Âu? Chắc chắn là phải được nhận quà rồi. Bạn được nhận quà là... Mai Chi nhá. Phương Dung và Hương Giang, tụi con sẽ đi tiếp. Các bạn đã có một tiết mục rất là hay, tiết mục múa với rất là nhiều thể loại được lồng ghép trong đó. Đây là món quà cô thay mặt chương trình gửi tặng đến Mai Chi. Bây giờ thì cô xin mời hai bạn Phương Dung và Hương Giang, các con sẽ chạy vào trong ha. Chú Bạch Công Khanh đang đợi hai con ở phía trong. Mình tạm biệt bạn, mình đi vào nha. Cảm ơn Mai Chi rất nhiều. Đã có thêm hai vũ công rất là tài năng cho đội của mình nha. Hai bé Tấn Thành và Mai Thủy sẽ là hai ứng cử viên sáng giá cho vị trí tài năng nhỏ tuổi trong đội của chú Bạch Công Khanh. Vậy thì bé nào sẽ tỏa sáng hơn? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và theo dõi phần trình diễn của cả hai nha. Trời ơi, trời ơi. Suy nghĩ quá, căng thẳng quá. Cái gì? Kiểm tra. Kiểm không khúc. Có gì hết trơn nha. Không có kiểm tra đi cút lại chú Nghĩa này thiệt. Không có gì hết nha. Cái gì vậy? Ai? Ở đâu vậy? Lấy đâu vậy? Lấy đâu vậy? Kiểm tra nữa à? Thì Ly kiểm tra nữa con rắn nè. Được, có rồi. Ok. Quá đáng rồi đó.
làm được ý, diễn trò quá à. Hai em bé nhỏ xíu à, đứng trên sân khấu thể hiện tài năng của mình. Thủy, con học đàn lâu chưa? Lâu rồi. Dạ lâu rồi hả? Là bao lâu? Dạ, bài Lý Chim Săn này con học 5 ngày. Thôi lâu ghê đó. Học 5 ngày lâu ghê đó. Thế còn anh chàng này, anh chàng Tấn Thành nói cho cô Út nghe là con đã biết làm ảo thuật từ bao giờ? Từ lúc con mấy tuổi? Dạ, con 4 tuổi. Bây giờ con mấy tuổi? Con 5 tuổi. À, vậy là con 1 năm rồi, con đã tập bộ môn ảo thuật được 1 năm rồi phải không? Con thấy có khó không? Dạ khó. Và ai dạy cho con? Dạ anh con. Anh con? Anh con là cái người phụ diễn với con này đó phải không? Dạ. Biết ngay mà. Là anh thứ mấy? Anh thứ hai. Anh thứ hai, con thứ mấy? Con thứ một. À, con thứ một. Cô hiểu. Con thứ một. Anh thứ con hai. Con thứ hai. Cô hiểu rồi. Cái phần trình diễn của con á, nó dễ thương lắm ha. Tức là cái phong cách của con á, nó ngầu. Ngầu lắm luôn. Nó cá tính. Diễn xong một màn, không cần biết là khán giả có vô tay hay không, đứng nhảy mình. Mà bây giờ chú nói thiệt nha, những cái điều nhảy mà của con nhảy hồi nãy á, hay cả chú Son Huy Trần á, cũng không biết cái là thể loại gì luôn. Cái style nó vậy đó. Cái phong cách của người ta như vậy. Cái phong cách vậy đó hả? Ừ, hình, ảo thuật hình... gia là phong cách là bất cần thân thể vậy đó hả? Không, hình như là cái phong cách như vậy đó. Thấy thường nhất là lúc mà bạn Tấn Thành mà biểu diễn xong đó, cái rồi là bạn dọn dẹp những cái món đạo cụ của mình, ôm hai đặc chú biệt, chim đặc biệt vào trong hai... nhìn rất là chuyên nghiệp mà thấy tình cảm của bé nữa. Mặt này là lém lắm nè, quậy không, lắm. Cái này ngầm, quậy ngầm. Còn với Mai Thủy cũng rất là dễ thương, với một cô bé 5 tuổi như thế này học 5 ngày mà đàn được cái bài đó là chú thấy hay lắm rồi. À, chú Huy thấy thì hai bé rất là đặc biệt và rất là tài năng. Và bé nào sẽ là bé may mắn và đi tiếp theo đó là chú Nghĩa sẽ nói. Trời ơi, cái này là gậy ông đập lưng ông đó. Ăn miếng trả miếng đó. Ok, bây giờ thế này, dù cho ai đi tiếp hay ai dừng lại thì chú mong rằng các con sẽ tiếp tục thực hiện cái niềm đam mê của mình nha. Và bé sẽ nhận được quà từ cô Ốc Thanh Vân. Đó là bé Mai Thủy. Tấn Thành, cô nói nghe nè, con thay cô gửi cái phần quà này đến cho chị Mai Thủy được không? Nha, rồi,
mình tặng cho chị nha. Cô cảm ơn Mai Thủy rất là nhiều nha. Cảm ơn con. Cô chúc mừng bạn Tấn Thành và chạy vô nào. Cảm ơn bạn Mai Thủy rất là nhiều. Cảm ơn con. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ đội trưởng Bạch Công Khanh cùng với những thành viên nhí của đội mình nhé. Giỏi quá, giỏi quá. Nãy là trước khi ra thi là có một câu phỏng vấn mà học 80 lần mà chưa có cơ hội nói, giờ con tự giới thiệu lại đi. Đầy đủ là con tên là Nguyễn Tấn Thành, năm nay con 5 tuổi, đến với chương trình ngày hôm nay con xin mang đến phòng biểu diễn ảo thuật, sau đây xin phép bắt đầu. Đó, hồi nãy là nguyên câu gian làng vậy mà tại vì không có cho nói cho nên cảm thấy là hơi bị... Hả? Nó là khác. Chứ hồi nãy sao con? Ủa nãy con nói vậy mà, nãy con nói sao? Xin chào mấy cô mấy chú ở trên sân khấu ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Tấn Thành, năm nay con 5 tuổi. Con tới đây mang chương trình siết ảo thuật. Xin được phép bắt đầu. Khác phải không? Khác rồi, cô xin chào mấy cô mấy chú sân khấu. Đội của chú Bạch Công Khanh tên gì? Biệt đội. 1, 2, 3, biệt đội. Bí đỏ.